chào mừng quý vị và anh chị em trở lại với kênh quang hải vlog kính thưa quý vị và anh chị em à, có một kênh uh, youtube à, đưa một uh, thông tin về việc uh, cha long sẽ nhận giáo sứ trong những ngày tới thì uh, thông tin này chỉ là một thông tin đưa ra chứ chưa có một uh, chứng cớ nào một thông báo nào từ uh, giáo phận sài gòn hết cho nên uh, đây chỉ là một uh, tin thất thiệt À, cho nên quý vị và anh chị em à, cũng đừng hy vọng nhiều Vào việc một à, dựa vào một thông tin nào đó mà không có căn cứ Hay ít nhất phải có một thông báo từ tòa tổng giám mục à, Sài Gòn Kính thưa quý vị và anh chị em, như quý vị và anh à, chị em Rất yêu quý à, cha Long Để cha Long à, sau 3 năm Cha Long ở tại trung tâm mục vụ Sài Gòn thì việc à, ngài sẽ đi nhận sứ ở một nơi nào đó thì đó cũng là một à, tin vui cho quý vị bạn chị em à, có thể à, đến và chúng à, và đến để à, tiếp tục à, cử hành à, lòng chúa thương xót. À, nhưng có một thông tin từ bên trong à, cung cấp rằng là cha long sẽ đi nhận sứ thì cũng chỉ là một thông tin thất thiệt à, không có à, cơ sở bởi vì khi có một bài sai uh, id thì phải có một uh, thông báo rõ ràng và chính thức từ uh, tòa giám mục thì đó mới là thông tin chính xác còn uh, chỉ nghe uh, và người ta làm một cái video và có một thông tin cung cấp rằng thì điều đó chỉ là điều uh, làm uh, tổn hại đến việc uh, cha long bởi vì người ta sẽ nói rằng là như vậy là cha long à, cung cấp thông tin này cho người khác hay là cha long nói điều này cho ai cho ai khác à, thì đây là một cái thông tin à, cũng không tốt cho cha long bởi vì nó được à, à, không giữ bí mật cho đến à, giây phút cuối khi mà có một thông báo từ tòa giám mục sài gòn à, đưa ra à, quan hải muốn thông tin đến cho quý vị và anh chị em để quý vị và anh chị em cũng không có hy vọng nhiều đến việc à, Cha Long đến nhận một giáo sứ nào đấy ở giáo phận Sài Gòn Nếu thật đây là tin thật thì đó cũng là một à, tin mừng Nhưng quý vị và anh chị em hãy đợi có thông báo chính thức Từ tổ Tổng giám mục Sài Gòn thì chúng ta mới biết rằng Thì Cha Long mới nhận bài sai đến một giáo sứ nào đó để ngài à, phục vụ à, Một vài thông tin à, để cho quý vị và anh chị em biết về à, à, Thông tin mà người ta nói ở trên à, kênh Youtube À, chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị và anh chị em trong những video kế tiếp